này là nhóm dược liệu chứa alkaloid. Trong cái bã thú vị đó, thành phần của nó cũng là
vậy đó là một cái cho thấy rằng một cái điều không tốt khi mà nói về ăn calori, đó là tính tự mất mạng của vị. Nhưng mà nếu như mà mình biết cách thì mọi người đó mà mới chịu ăn cái bã thuốc vị vô thì mình có thể dùng cái nước trà mà thật là đậm để mình giải độc, bởi vì trong trà nó có tannin, mà tannin thì nó đối lập với lại cái ăn calori, anti với ăn calori, nên là mình sẽ cho uống cái trà thật là đậm vô đó. Lúc mà cái thời điểm mà cái người tự tử bằng cái thuốc viện thì cho uống trà đậm đặc vô là có thể giải độc được cái ăn calori. Đó là một cái câu thứ hai khi mà nói về cái ăn calori. Một cái câu chuyện nữa đó là khi mà những cái người mà họ đi săn bắn ở trong rừng á, họ phải đối mặt với lại những cái con thú rừng mà nó to hơn rất nhiều lần so với cơ thể của những người săn bắn. Và những người săn bắn thời điểm đó thì chỉ dùng những cái mũi giáo hoặc là những cái cung tên để đi săn bắn thôi. Thì để trang bị cho cái việc săn bắn đó thì họ đã tập vào đầu của những cái mũi giáo hoặc là họ tập vào đầu của những cái cung tên đó một cái chất. Và khi mà cái đầu của mũi giáo hay đầu cung tên mà nó ghim vô trong người của mấy con thú rừng thì nó sẽ không giết thú rừng đâu, mà nó sẽ làm cho những cái con thú rừng đó không di chuyển được, có nghĩa là cái phần cương của thú rừng nó giãn ra, không có hoạt động được và chỉ nằm y đó xuống và chờ cái người săn bắt đến để mà lôi đem về thôi. Thì cái chất mà được tắm vô trong đầu cung tên hay là tắm vào trong đầu của những cái mũi giáo chính là ăn calori, người ta gọi đó là curare, là những cái chất mà nó có tác dụng là giãn cái phần cơ, giãn phần cơ. Rồi, và trong cái truyền thuyết, trong cái những cái câu chuyện của Hy Lạp La Mã thì cũng có gắn liền với lại cái ăn calori, gắn liền với ăn calori. Và mình có một cái vị thần có đặt tên cho cái ăn calori mà ngày nay được sử dụng rất nhiều ở bệnh viện ung bướu, đó là mọt viên. Mọt viên là tên của một ăn calori và cái tên này là được lấy từ tên của một vị thần Hy Lạp. Vị thần đó tên là Morpheus, cũng có cái chữ mọt ở trong đó đó. Và cái vị thần này vô tình là đây là thần giấc mơ, như vậy có phải là khi tiêm cái mọt viên vô là sẽ giúp cho cái người này đau, nhưng mà đưa về cái giấc ngủ ngon, cái người bị ung thư họ đang đau nhẹ, nhưng mà tiêm cái mọt viên vô xong thì họ sẽ bớt cái cơn đau và họ chìm vào trong một cái giấc ngủ sâu đó. Thì cái liên quan là nên là người ta phải lấy cái tên của thần là mọt về ớt, người ta đặt tên cho cái hoạt chất, mà tên hoạt chất thì đuôi tổng phải là im nên trở thành là mọt viên, trở thành mọt viên. Hoặc là ở Hy Lạp có ba chị em là ba vị nữ thần, ba người này là quản lý cái cuộc đời của mỗi con người khi mà được sinh ra. Một người chị thì cầm cái cuộc chỉ, một người chị thứ hai thì đo thời gian của sợi chỉ, và cái người em út đó là cầm cái kéo để cắt sợi chỉ. Như vậy mình thấy cái sợi chỉ tháo ra khỏi cuộc chỉ là giống như cái quãng đời, cái hồ dài về quãng đời của một con người, phải không? Như vậy cái người đầu tiên là khi được sinh ra thì sợi chỉ sẽ được tháo ra bởi cái người thứ nhất, người chỉ thứ nhất. Người chỉ thứ hai sẽ đo coi cái người này sống bao nhiêu lâu, thì họ người chỉ này sẽ đo cái độ dài của cái sợi chỉ bấy nhiêu, muốn cho sống bao nhiêu thì đo cái sợi chỉ dài bấy nhiêu. Nhưng cuối cùng cái người quyền lực nhất là cái người em út, bà đang cầm cái kéo, bà muốn cắt chỗ nào là bà sẽ cắt chỗ đó, nên cái cuộc đời của một người kết thúc là cuộc đời của người cuối cùng. Như vậy thì cái người em út đó có tên là Atropos, và cái chất mà được đặt tên theo tên của thần đó là Atropin. Atropos, Atropin, Atropin là được đặt theo tên của cái thần mà quản lý cái cuộc đời của con người. Vâng, đó là những cái câu chuyện mà nó liên quan đến cái ăn calori. Và đến những cái nghiên cứu hiện đại hơn thì người ta thấy là ăn calori đã xuất hiện trong cái điều trị ung thư rất nhiều. Ví dụ như mình từng nghe ở cây dừa cạn, nếu mà dùng rễ dừa cạn
thì nó có cái tác dụng là chữa ung thư tiền liệt, ung thư cổ tử cung và thậm chí là ung thư máu, vân vân. Nhưng mà mình bị giết cái chất nó ra thì mình không có dùng cái để điều trị để bị ung thư, mà mình phải dùng giết cái chất nó ra, Miglastin, Miglistin, vân vân. Đó là những cái chất mà nó thừa ung thư, nó hạn chế cái sự phát triển của tế bào ung thư ở cái điều trị. Và mình có cái nghe một cái chế phẩm trên thị trường có tên là Taxol, Taxol hoặc là Taxol ten thâm đỏ, đó là cái chế phẩm mà dùng để điều trị ung thư ngực, dùng để điều trị ung thư ngực. Và đó là cái sản phẩm được ra đời dưới cái sự nghiên cứu của cái viện ung thư Hoa Kỳ, viện ung thư Hoa Kỳ. Người ta nghiên cứu chiết xuất cái thâm đỏ để ra được cái dạng ung thư, thuốc chữa ung thư. Và đa phần cái thuốc mà chữa ung thư á, nó là ngăn cản cái sự phát triển của các tế bào ung thư, nó hạn chế sự phát triển của các tế bào ung thư bằng cách là nó không cho những tế bào ung thư đó sinh sản, nó chặn cái sự sinh sản của tế bào ung thư. Nếu mà để tế bào ung thư mà nó sinh sản mình không kiểm soát được thì nó sẽ có vấn đề là di căn xảy ra. Và kết lại một câu rằng một cái nhà khoa học đã nói rằng là nếu như mà mẹ thiên nhiên có cảm giác thì bà đã không tạo ra alkaloid. Đó là một cái câu kết của một cái nhà khoa học nói rằng, dĩ nhiên bằng tiếng Anh và tôi đang dịch ra tiếng Việt đó. Nếu như mẹ thiên nhiên có cảm giác thì bà đã không tạo ra alkaloid. Như vậy chứng tỏ rằng mẹ thiên nhiên không có cảm giác, nên bây giờ mình mới có một hệ các alkaloid. Rồi, mình đi cái dược liệu thứ nhất, đó là dược liệu ba gạn, dược liệu ba gạn. Rất là nhiều loại ba gạn, nhưng mà cái loại ba gạn mình đang học ở đây là ba gạn bồ tá. Mình học ba gạn bồ tá, rau bồn bia, tê ra, phi ta. Tê ra là bồn nè, tê ra là bồn nè, phải có đọc rồi đó. Chỉ là ba, tê ra là bốn, tê ra phim là. Rồi, đây là loại của họ trúc đạo Apocynaceae. Tụi học rồi, mình có học cái cây mà tụi họ trúc đạo, còn nhớ cây gì không? Mình còn nhớ cây gì tụi họ trúc đạo mà mình có học rồi nha. Người ta sử dụng phần rễ để làm thuốc, và quan trọng nhất là phần vỏ rễ.
như vậy là một cái cây phải sống lâu á thì mình mới hấp được cái phần vỏ rễ, còn không là mình phải xài luôn cả cái rễ nha, luôn cả cái rễ. Thành phần hóa học chính là alkaloid, đây là bài alkaloid. Thành phần hóa học chính là alkaloid với những cái chất chính là rhizanthin, amylin và yohimbin. Và đây là cái chất có tác dụng chữa tăng huyết áp, có tác dụng chữa tăng huyết áp. Người ta đã chiết nó ra để làm những cái chất tinh khiết chữa tăng huyết áp. Đối với những cái dược liệu mà nó làm chữa tăng huyết áp thì không dùng ở dạng thuốc sách, tuyệt đối không được dùng ở dạng thuốc sách, vì mình không có kiểm soát được cái liều lượng của các cái hoạt chất trong cái nồi thuốc sách đó, hoàn toàn không kiểm soát được liều lượng, nên mình không có uống theo kiểu dạng thuốc sách được. Nhớ nha, đối với những cái bệnh mà tăng huyết áp như thế này. Rồi, dược liệu thứ hai là dược liệu bắc phổ. Dược liệu bắc phổ Stemona tuberosa, Stemocacin. Họ bắc phổ, họ bắc phổ. Nó có cái chữ tu bê nè. Trong cái tên khoa học các chị thấy có xuất hiện chữ tu bê, nghĩa là rễ cũ, nghĩa là cái cũ. À, như vậy cái tên khoa học là nó muốn gợi nhớ cho mình về cái bộ phận dụng của dược liệu này, là người ta sử dụng cái rễ cũ. Rồi, có tên là bắc bộ, hoặc có người gọi là dây 30, là bởi vì khi đào dưới cái bộ rễ lên, người ta thấy nó có khoảng 30 cái cũ nằm bên dưới mỗi cây. Hoặc là thậm chí có những cái cây mà nó sống lâu hơn thì nó có lên tới hàng trăm cái cụ ha, nên mới gọi là bắc cổ, bắc là 100. Đây là một cái loại dây leo, nó là một cái loại dây leo, lá của nó còn cánh vàng, phiến lá của nó có những cái gân theo kiểu hình cung, trên bề mặt phiến lá có những cái gân theo kiểu hình cung như thế này. Và cái gân nó nổi rất là rõ, gân hình cung mà nó nổi rất rõ, nên là không có cần đào cái cụ thì mình vẫn có thể nhận biết được cái bắp bộ này. Người ta sử dụng rễ cụ để làm thuốc, và trong thành phần hóa học thì có chứa alkaloid, đó là stemonin. Vậy là nó gắn với lại cái tên của cái loại, cái tên của cái gì, xin lỗi, stemona tuberosa, thì cái stemonin là hoạt chất chính gắn với tính chì. Và ta đọc kỹ nè, không phải 2% đâu, 2 phần ngàn. Cái lượng có được là khoảng 2 phần ngàn, là ít lắm, rất là ít. Rồi, nhờ cái stemonin này, nhờ cái stemonin này mà nó giảm tính hưng phấn ở trung tâm hô hấp và nó ức chế phản xạ ho. Chính vì vậy bắc phổ là dược liệu chữa ho, nó là dược liệu chữa ho bởi vì cái cơ chế chỗ này, bởi vì cái chất stemonin này. Người ta ngày trước người ta còn dùng nó để mà chữa chung, nhưng mà cái này không khuyến cáo dùng là bởi vì giờ nó không còn tác dụng nữa đâu. Nó không có mạnh bằng những cái hoạt chất có albendazole, nên là người ta không có dùng để chữa chung nữa. Giờ có albendazole rồi buganca centen rồi, người ta không có dùng mấy cái này nữa. Rồi, dùng để chữa ho. Ở đây là mình có cái chế phẩm để cao lòng bắc bộ nè, siro ho nè, mình có cái siro ho mà chiết xuất từ bắc bộ nè. Đây là cái rễ cũ của nó, tôi vô nhìn giống con dùng không? Nên hồi đó tôi học bài cái bằng cách nhìn thấy cái phần rễ cũ nghe thấy giống con dùng, nên nó có cách dùng chịu dùng nữa. Rồi, đây là stemonin.
quy vô ni âm tri đô ba tâm, quy vô ni âm tri đô ba tâm. Cái chữ tri đô ba tâm là ba thủy, ba thủy nên được gọi là bát nhã ba thủy. Cái lá có ba thủy, một thủy, hai thủy, ba thủy, cái lá nó xẻ vô nó hình thành ba cái thủy, ba cái tiền khá sâu. Và đây mình có thể thấy nè, ba thủy rõ ràng nha, đặc điểm của nó là lá nó sẽ là ba thủy bát nhã Việt Nam. Rồi còn cái này đó là cái cụm hoa của nó đó, nguyên cái miếng mà màu đâu đâu chỗ này thấy không, đây là cái lá bắp, cái này là cái tổng bao lá bắp mà nó bao nguyên cái cụm hoa. Và đây là cái cụm hoa của nó, trên này rất là nhiều hoa, những hoa nhỏ li ti nằm ở trên cái trục mặt này nè. Đó, cái cụm hoa là chỗ này. Rồi tuy nhiên bộ phận dùng thì người ta lại dùng thân rễ, người ta dùng thân rễ, người ta sử dụng thân rễ. Và trong thành phẩm có chứa alkaloid, có chứa alkaloid, công dụng chính được dùng để làm thuốc chống nôn, để dùng làm thuốc chống nôn, chữa ho mà ho có đạm, ho nhiều đạm, hoặc là trợ tiêu hóa trong trường hợp tiêu hóa kém, rối loạn tiêu hóa. Ở đây có cái hình cái phần thân rễ bát nhã cho mình coi, như một cái hộp tẩm khô. Mình có một cái loại là bát nhã Trung Quốc nữa, bát nhã Trung Quốc này, này khác, còn khác bởi điều gì? Là để cho mình coi nhiều lá, nhiều cụm hoa của nó luôn á. Bát nhã Trung Quốc thì tên của nó là Pinenia tanate. Cái lá của nó không có rộng, cái bề ngang các chị thấy cái hình vẽ không? Và mình nhìn xuống đây nó không có rộng, bề ngang nó gom lại, nó chia thành ba phần nhỏ hơn so với bát nhã Việt Nam. Cái cụm hoa cũng khác nữa nè, cái cụm hoa hồi nãy là màu nâu thì cái này nó là màu xanh và nó dài như thế này, nó khác cả khác, hai loại khác cả. Rồi, mình có rồi, bình voi, Stephania labra, Stephania labra là bình voi, cái họ là Tennis đặt mắt dê, họ tiết dê. Rồi, cái này là dây leo nha, họ này là dây leo bằng thân quân, cây này là dây leo bằng thân quân. Cái lá của nó theo kiểu hình cái kiên, lá hình kiên, biết cái kiên của mấy người lính đánh trận, đánh chết lá cà không? Họ dùng cái kiên để họ chống đỡ đó, hình kiên, lá hình kiên. Rồi, đây là cái phần rễ, rễ phần lên thành cột nè, đây là một phần dụng luôn. Để mình có thể hình dung ra nó phần to nè, nó phần gần như là nó bằng với là cái đường kính của cái chậu luôn. Đó, trong chậu nè, nó phần ra gần bằng với cái đường kính của cái chậu luôn. Sau đó phải đem nó ra khỏi cái chậu này để xuống đất nữa nè. Đây là hoa, nó là hoa đơn tính nha, hoa đơn tính là hoa đơn, hoa cái riêng nè. Và đây là bộ phận dụng, cái phần cũ của nó, cũ, cái thân cũ, bộ phận dụng là cái thân cũ. Đây nó bệnh lên, cái thân nó bệnh lên, thân cũ. Như vậy mình thấy là dược liệu nó bệnh lên thành cũ thì có thể là do cái rễ cũ, do cái thân cũ, có nhiều nguồn gốc bệnh lên thành cũ lắm. Và nếm thử thì nó có cái vị đắng. Họ Venice de Passe là cái họ mà nó có cái cấu trúc tạo ra chất đắng, nó có cái vị đắng. Trong thành phần hóa
nhiều người, tại vì đây là một cái dạng an thần yên ngủ mà theo kiểu thuốc thiên nhiên, nó không có cái tác dụng phụ. Người ta còn gọi rotundin với tên khác là indarin, đặt trên cái họ có khi người ta sẽ ghi là indarin hoặc là tetrahydrobalmatin, nghe cũng là rotundin. Cái chất này nó có màu vàng và vị của nó cũng là vị đắng. Ngoài ra mình còn có silanin và rhodanin, hai cái chất này cũng khá quan trọng. Thì rhodanin á, đối với rhodanin thì công dụng của nó là an thần gây ngủ, an thần gây ngủ là công dụng chính của rhodanin. Nên mình phải có thuốc ngủ tên Rotunda, Rotundin. Nhưng mà trong cái sản phẩm thì thường người ta sẽ kết hợp chung với lá sen, hoặc là người ta kết hợp chung với lại cái đinh nữ, cái mắt đỏ đó, để mà làm thuốc an thần gây ngủ. Còn cái chất mà silanin này thì tác dụng chính của nó là tác dụng kháng viêm, tác dụng kháng viêm. Còn cái rhodanin này thì công dụng chính là gây tê tại chỗ, gây tê tại chỗ. Và mình thấy gây tê tại chỗ là đã tác dụng lên thần kinh rồi. Đây, công dụng chính là dùng để làm thuốc an thần nha, an thần giảm đau là công dụng chính nha. Rotunda này, Rotunda là tên của một loài bình dôi á. Mà nãy mình học bình dôi là Stephania glabra, đúng không? Đó là một loài bình dôi. Một loại bệnh nhân khác là Stephania rotunda. Rotunda là tên của một loại bệnh voi. Và hoạt chất ghi này ở dưới nè. Đây là tên, đây là tên thương mại, đây là tên thương mại. Còn dưới đây là hoạt chất nè, rotundin. Rotundin, rotundin dưới này thì có thể giống nhau, nhưng cái tên thương mại là phải khác nhau với các công ty. Không có được giống nhau, tên của các công ty là tự đặt nên là phải khác nhau, dòng chữ này khác nhau. Còn ở dưới này hoạt chất rotundin là giống, là giống. Nếu mà cùng sản xuất thuốc và rotundin thì công ty này đặt Rotunda thì công ty khác phải đặt tên khác. Nè, còn nông thì đặt nè, dù bệnh nào rotin đó, nó cũng hoạt chất và rotundin ở dưới một chữ nhỏ nhỏ nè, hoạt chất nằm bên dưới, cái ren em nằm bên trên. Đây cũng vậy nữa nè, delete luôn và đọc lần trước cũng là rotundin. Rotundin hàm lượng khác nhau, này 60mg trên này 30mg, mà nào cũng gây ngủ cả. Nên là đối với cái bệnh voi này là chúng ta ra dạng thuốc và bảo chế hiện đại rồi, dạng viên nó có thể là dạng viên nén bình thường nhưng mà uống hơi đắng, còn không thì mình sẽ uống dạng viên nén bao viên. Nó bao cái vị đắng lại rồi, khi nào vô trong cái dạ dày thì nó sẽ phóng thích cái lớp viên nó ra và nó giải phóng hoạt chất. Thì lúc đó mình sẽ không có để chịu cái vị đắng nữa, vì mọi người chọn cái sản phẩm dạng bào chế. Và đó là về cái cây bình voi. Mình có cà độc dược, cà độc dược, cà độc dược còn gọi là mạng đà la, còn gọi là cây thôi miên. Datura NT, Datura NT và thuộc về họ cà Solanaceae. Giờ mới nghe họ cà ha, Solanaceae. Datura NT họ cà Solanaceae. Đây là một cái loại thực gỗ gỗ nhỏ, lá là một cành và gốc lá bị lợn. Thấy không, ở nhà mà có trồng cái cà độc dược thì coi được gốc lá bị lợn, lúc nào nó cũng kết thúc không có ngang mức như nhau, cái túi trên một cái thì nhìn xuống phía dưới gốc lá lợn. Rồi khi nở thì hoa của nó sẽ là một cái tràng hình cái kèn, giống như cái kèn vậy đó. Đây, cái tràng hình kèn và nó có cà độc dược tràng trên, cà độc dược tràng kép. Tràng kép là hai cái tràng trong cùng một cái hoa, còn tràng trên là giống như tinh thần. Về màu sắc thì hoa
có thể màu trắng, nước tiết hoặc là màu vàng hoặc là màu hồng, vân vân. Và khi mà nó ra quả thì quả bề mặt ngoài sẽ có gai, quả hình cầu bề mặt có gai. Nếu như loại là loại Daturanite thì cái quả của nó sẽ là hình cầu và bề mặt của nó có gai. Người ta sử dụng một vật dụng chính đó là dùng lá, tại vì lá là mình có thể thu được quanh năm. Hoặc là người ta sử dụng phần hoa cà đồng dưỡng, hoặc là người ta sử dụng phần hạt của cà đồng dưỡng. Và trong ba bộ phận dụng là lá, hoa với hạt thì cái phần hoa là chứa cái khoáng chất cần thiết với cái hàm lượng cao nhất. Đặc chứa hàm lượng cao nhất là ở hoa. Cái thành phần mà chứa trong lá, hoa, hạt của cà đồng dưỡng là alkaloid, là alkaloid. Và khoáng chất chính của nhóm alkaloid là scopolamine, scopolamine hay mình còn gọi là hyoscine. À, nó khác với cái chữ là hyoscyamine, hai chất này khác nhau ha. Scopolamine còn được gọi là hyoscine. Và đây là một cái khoáng chất mà nó có tác dụng trong trường hợp là chống nôn, chữa say tạo xe. Chống nôn và chữa say tạo xe còn dùng trong bệnh Parkinson. Còn dân gian thì người ta còn dùng để chữa hen suyễn, đau dạ dày vân vân, đó là dân gian. Nhưng mà cái mà được biết nhiều nhất đối với cả đồng dưỡng đó là thành phần scopolamine. Nó có tác dụng là chữa say tạo xe và nó đã ra thành cái dạng bào chế, dạng bào chế dạng viên uống hoặc là dạng bào chế dán, dạng dán. Đây khoáng chất là scopolamine và mình phải dán hoặc là uống trước 30 phút trước khi lên xe hoặc là 1 tiếng trước khi lên xe. Nhưng mà như mình biết thì cái dạng uống thì nó tác dụng tốt hơn. Còn đây là để thể hình là cái dạng dán, cái miếng dán này có 4 miếng, nó để trong 4 miếng cho chỉ chỗ dán luôn nè, 1mg trong 3 ngày. Đây là cái hoa đó, đây là cái dịch vụ cô, là cái hoa của cả đồng dụng Red Rose nè, là cái hoa của cà đồng dưỡng rất cô bồ đà mi. Mình có chừng mình bị nhầm với lại cái cây này, mình có chừng mình bị nhầm cái cà đồng dưỡng với cây này. Cây này là không phải cà đồng dưỡng, là cây này khác nha. Cây này cái hàm lượng cô bồ đà mi của nó còn rất cao nữa. Cây này là nó khác, cái hoa nó sẽ mọc rũ xuống, nó cũng hình kèm nhưng mà nó mọc rũ xuống. Cây này thì thấy nhiều ở Đà Lạt, nó đi ở Đà Lạt thì thấy rất là nhiều. Cái hoa nó mọc rụng xuống, mọc dài dọc đường, không phải rộng hết, nhưng mà nó rất là nhiều. Chỉ cần nó ra quả xong là hạt nó rơi xuống đất là nó mọc lên cây mới. Điều kiện sống của nó rất dễ nên là nó dễ phát triển. Nhưng mà hoa của nó là mọc hướng xuống đất. Còn cái cà đồng dưỡng của mình là hoa, nó sẽ hướng lên trên, nó sẽ hướng lên trên. Nó hướng theo chiều ngang chứ nó không có chui xuống đất. Cái hướng của nó là không có xuống đất nè, cái ngoài nó hướng lên trên, nó là cà đồng dưỡng. Nó coi chừng là lá của cây này nó cũng bị lợn nó nha, gốc lá nó cũng bị lợn. Nói chung gốc lá lợn là một cái đặc điểm của họ cà Gisolanum, họ cà nó thường hay có gốc lá lợn. Đó, mình có dược liệu cà phê, cà phê. Ở Việt Nam mình chủ yếu là ba loại cà phê. Tất cả đều bắt đầu bằng cái tên gì là cốm VA, cốm VA Arabica, cốm VA Canepura, cốm VA Dewberry. Nhưng mà cái cà phê mà thuộc nhất đó là
Kanepura là cà phê bối á, là nhiều nhất. Kanepura cà phê bối hay còn gọi là cà phê Robusta. Về dạng sống thì cà phê nó là một cái loại thân gỗ, nhưng mình có thấy thì nó là một cái loại thân gỗ, lá của nó là màu đối và nó có lá kẽ. Cái gân lá thì nổi là rất rõ trên bề mặt, như trên hình mình có thấy. Ra hoa thì nó sẽ từng chùm có màu trắng, và khi kết thành quả thì đầu tiên là xanh, chuyển qua đỏ và cuối cùng là dạng tiếp đen là nó đã chín, thì người ta sẽ thu hoạch để lấy về hạt. Và mỗi một quả như vậy thì sẽ có hai hạt, nó bất cái phần mặt vào nhau, hạt thì nó có rặt. Đây là hoa của nó này, rồi đây là quả. Bộ phận dụng chính là hạt. Hạt là một phận dụng của cà phê nha. Hạt thu từ cái phần quả đã chín. Ở trong hạt có chứa alkaloid. Trong hạt có chứa alkaloid. Và ba chất quan trọng. Chất thứ nhất là cà phê in. Cà phê in đây là một cái chất mà nó kích thích thần kinh trung ương. Nên mình thấy uống cà phê có thường hay mất ngủ, hoặc là mình uống thức để mình giải quyết công việc, giải deadline chẳng hạn, thì sẽ uống cà phê là kích thích thần kinh trung ương. Đã có cà phê đi. Cà phê đi này nó còn hiện diện trong trà, nên là mà mình uống trà mà nằm một chút là tối mình cũng có thể mất ngủ. Rồi, cái thành phần thứ hai là theobromin và theobilin. Theobromin và theobilin. Theobromin và theobilin là hai cái chất mà dùng trong điều trị hen. Đó là cái chất dùng trong điều trị hen. Khi mà người ta biết đến với vai trò là một cà phê in có tác dụng là chữa, có tác dụng là gây mất ngủ, kích thích thần kinh gây mất ngủ. Thank you.
rất dạ dày. Nên sau đó khi chúng ta thấy được cái tình trạng đó nên chúng ta không có dùng cái aspirin trong điều trị cái trường hợp về sốt nữa, mà chúng ta mới điều chỉnh cái aspirin về B8 để mà dùng trong phòng ngừa những cái đột quỵ do huyết khối. Mình mới có aspirin B8 hoặc là aspirin 81mg là dùng để điều trị huyết khối, chứ không dùng để điều trị đau đầu của mình. Và chất paracetamol là cái giảm đau hạ sốt mà đơn thuần. Rồi, mình có dược liệu coca, tên hóa học của coca là erythroxylam coca, cái tên nó ngắn hiện mình chỉ tên tiếng Việt gọi là coca, và họ là erythroxylase là cái tên của chi, các quỹ tử hc vô là thành cái họ, họ coca, erythroxylam coca, erythroxylase họ coca. Cái coca này là nguồn gốc là ở Nam Mỹ, Peru rồi đó, Nam Mỹ. Và đặc điểm để mình nhận ra cái cây này, mình nhìn trên cái bề mặt lá, các chị nhìn cái hình bên phải trên bề mặt lá, các chị thấy ở trên bề mặt lá của nó có hai cái đường dọc, những chị cái nếp gấp vậy ha, hai cái đường dọc dài hai bên cái gấp, đấy là coca đặc biệt không, hai cái đường nếp gấp dọc hai bên của gấp giữa là lá coca. Hoa coca nhỏ và có màu trắng, quả thì cũng non thì xanh, sau đó đỏ và bắt đầu là tím tím đen. Nhưng mà nếp gấp ở hai bên gần giữa là đặc điểm đặc trưng của cái coca. Người ta cũng sử dụng đúng cái lá coca để làm thuốc luôn, nên nếu mà đưa cho bệnh nhân đúng là mình có thể kiểm tra cái đặc điểm như vậy. Lá là một vật dụng của dược liệu này. Và trong thành phần của lá thì có chứa alkaloid, và alkaloid quan trọng nhất vẫn là mocaine, lấy tên của loại thêm quy tử im vô là tên hoạt chất ngay ngày nó dễ, bởi vì tên của chi nó gần giống với tên họ, tên của loại nó gần giống với tên của hoạt chất cocaine. Và khi mà nghe cocaine là mình đã hiểu, mình đã biết được cái công dụng đầu tiên là nó gây tê tại chỗ, gây tê cục bộ, đó là cái công dụng của cocaine. Nên cocaine sẽ được dùng trong trường hợp gây tê tại chỗ, có thể là dùng trong tai mũi họng, trong nha khoa, trong nhãn khoa là người ta dùng cái này. Nhưng mà hiện nay thì người ta không khuyến cáo mình dùng cocaine bởi vì nó có khả năng là gây nghiện, do đó không có khuyến cáo dùng cái cocaine này, dùng đúng liều thì thôi, mà mình không có được dùng cái liều cao hơn. Nó sẽ gây nghiện. Cái thuốc nào mà nó có cocaine ở trong thành phần mà là nó sẽ bị kiểm soát đặc biệt. Tại vì cái cocaine này chỉ bằng một phản ứng thôi là có thể chuyển nó thành cái heroin, có thể chuyển đổi nó thành heroin. Hoặc là có một dạo á, tự nhiên có một nhóm người đi vào trong mấy cái nhà thuốc tây á, cái rồi họ mua thuốc trong thành phần có caffeine. Biết làm gì không? Mua thuốc Panadol này nè, nhưng mà đổi cái loại là có cà phê yên. Biết để làm gì không? Mấy con nghiện nó mua, nó bị đỡ. Mấy con nghiện nó mua nó bị đỡ, trong đó có cà phê yên. Mà mua với nhiều
để nó là cho nó qua được cái cơ. Nên ta có nhà thuốc bàn đề cục về thì nó vô nó kêu bán cho nó đủ trọng chất cả. Rồi, mình có dụng liệu dâu tầm, bồ rơ, am ba và họ dâu tầm, bồ ra xê, bồ ra xê. Dâu tầm này thì thấy là quả là rất quen rồi nha. Và nó có tên là dâu tầm. Bởi vì cái lá của cây được dùng để cho con tầm nè. Và con tầm là một cái loại nhà tơ. Mà mình thấy cái tơ của nó là dệt trên vải, mình thấy mặt vải rất là chắc không? Những tỏ sợi tơ của nó rất là chắc. Cái sợi tơ của nó chắc như vậy là tại vì con tầm là ăn cây lá dầu. Như vậy chứng tỏ rằng trong thành phần hóa học của lá dầu nó có những cái thành phần rất tốt. Rồi, chính vì nó tốt cho con tầm, người ta thấy tốt cho con tầm nó ăn xong nó nhả ra tơ tốt. Nên bộ phận chuột của dầu tầm phải nói là toàn bộ cây dầu tầm, tất cả các bộ phận đều có thể dùng làm thuốc. Ví dụ như lá dầu tầm thì được gọi là tan diệt. Như vậy là có cái gì mà có chữ dầu tầm vô là có chữ tan, xuất hiện tan có gờ nha, tan có gờ. Diệt là lá, lá dầu tầm là gọi là tan diệt. Bây giờ mình dùng cái vỏ thân của cây dầu tầm hoặc là cái vỏ rễ của dầu tầm, nói chung là cái vỏ đi. Mình gọi là tan, bạc, mì, mì là cái vỏ. Nếu như mình dùng cành của dâu tầm thì gọi là tan chi, chi là cái cành. Nếu như dùng quả thì mình gọi là tan thầm, là cái quả chỉ chín á, cái quả mà người ta bán ở ngoài đường, ngoài chợ mà nó có cái màu tím tím á, đó là tan thầm, là quả chín nha. Còn bây giờ cái con bọ ngựa, con bọ ngựa nó làm tổ ở trên cây dâu tầm thì lấy cái tổ bọ ngựa nó xài luôn, được gọi là tan tiên tiêu, là cái tổ của bọ ngựa mà sống trực tiếp trên cây dâu tầm. Rồi nếu mà cái cây tầm gợi, là tầm gợi mình biết nó là một cái loại sống, nó sống chung với một cái cây chủ, thì bây giờ cây tầm gợi mà nó sống trên cây dâu tầm thì mình sẽ gọi là tan ký sinh. Đó là những cái bộ phận được dùng làm thuốc của dâu tầm. Như vậy mình thấy là những bộ phận của dâu tầm, kể cả những cái loại sống chung, tá túc chung cũng được lấy để mà làm thuốc. Tại vì con bọ ngựa nó sống nó làm tổ như thế nào nó cũng làm đầy xước cái tổ, và cái chất nó cũng thấm vào trong cái tổ. Hoặc là tầm lưỡi là chất hàng nhất, nó sống chung như thế nào nó cũng dùng cái rễ mút của nó chui vô cái thân của cây dâu tầm, rút chất dinh dưỡng dâu tầm là thế nào nó cũng rút luôn cái chất có lợi, là thế nào trong cái tạng ký sinh cũng có chất dinh dưỡng, cũng có cái hoạt chất nên xài luôn. Nè, mình thấy đây là những bộ phận nè, đây là cái cầm nè, đây là cái cầm, đây là cái vỏ thân vỏ rễ, đây là lá, đây là tan thầm, đây là tan tiêu tiêu, đây là tan tiêu tiêu, qua đây còn đâu nó sống chung lên cái tổ của con bò nữa. Vì vậy là đối với cái dầu tầm nó có nhiều cái công dụng, nhiều cái bộ phận dụng là sẽ dẫn đến có nhiều công dụng, nhiều hoạt chất trong đó nữa. Lá dầu tầm thì chứa chủ yếu là flavonoid. Như vậy là cái con cái con dâu có con tầm nó ăn mà nó khỏe, nó nhả ra tơ khỏe là nhờ nó có ăn flavonoid đó. Flavonoid morusin nó gắn liền với cái tên là morus alpha, thì cái chất là morusin. Morusin cái chất thứ hai trong lá dâu tầm đó là alkaloid. Alkaloid rồi ở trong cái vỏ, trong mấy cái vỏ, vỏ thân hoặc là trong vỏ rễ thì nó chứa hợp chất stipan, hợp chất stipan. Resveratrol, resveratrol đây là một cái chất mà nó có trong rượu vang, trong
nho trong quả, trong cái quả chỉ chính thì đầu tiên là phải có đường, phải vị ngọt khác, phải có đường, ngoài ra cũng có chứa anthocyanidin, mà anthocyanidin là thuộc chất flavonoid đó. Như vậy trong quả cũng có chứa flavonoid nên là các quả nó cũng tốt nữa, nó cũng chống oxy hóa được nữa. Rồi vậy thì bây giờ công dụng lá trước nha. Lá được dùng để chữa ho, viêm họng và tăng huyết áp. Tăng huyết áp. Cái vỏ rễ là dùng trong điều trị hen suyễn, bị phù hen suyễn. Rồi, cái quả thì dùng để điều trị gan mạn, nhưng mà cái này thì không chắc lắm, nhưng mà cái suy nhược cơ thể thì có, suy nhược thần kinh, sơ cơ thể thiếu máu thì có, hỗ trợ. Đó là cái dầu tập, nên không phải tự dưng mà con tập nó thích ăn dầu, nó cũng biết cái kiếm cái để nó ăn. Thì ta có cái câu gì mà liên quan đến lại nghèo sinh tập không? Cái câu gì vậy? Lỡ ăn cơm nằm, người ta ăn cơm đứng. Chỉ chứng tỏ là người ta ăn cơm đúng không? Người ta ăn cơm đứng là cực lắm đó. Bởi vậy thường như nói là ăn mà ra ăn đứng là cực lắm đó. Người ta không cho mình ăn đứng, bắt mình ngồi xuống. Những người lớn không cho là đứng ăn mà mới ngồi xuống ăn. Đứng ăn cực lắm. Mà cực thì nha, mà cực. Tôi thấy ở trong trường tôi có cái cô lao động kia kìa, cô đi rất là nhanh, tay chân của cổ nó rất là nhanh nhẹ, cái tướng đi cũng rất là nhanh nhẹ, nhưng mà cô rất là cực, rất là cực. Cô ăn mà cũng làm những cái động tác rất là nhanh nhẹ, không có phải là chê nhanh nhẹ, nhưng mà nhanh nhẹ quá thì dẫn đến là mình cực thân của mình, đúng không? Chứ gì mình cũng ở cái mức độ vừa phải, mình có rề ra, mình nhanh quá thì mình cũng cực, cực thân của mình, rề ra quá thì người ta khó chịu với mình. Mà cái cô này cũng tốt lắm á, cổ hồi mà cái đại tướng Võ Nguyên Giáp mà bấm á, cổ tự bỏ tiền túi ra, cổ đi chôn luôn, cổ đi theo đoàn cổ chôn luôn, đi đón cái bài đi luôn. Cái cổ về cổ bị mấy sếp, mấy lãnh đạo ở trên á, bắt cả chiếc tự kỷ. Tôi cũng hiểu tại sao cổ bị chiếc tự kỷ. Cổ lấy ngày phép cổ đi mà biết sao cổ bị chiếc tự kỷ. Rồi, mình có dược liệu dây cóc, cái tên là nói lên tất cả. Dây cóc hay còn được gọi là dây tiên ninh, những người biết nó là dây tiên ninh. Tinos, Bora, Rispa, Penis, Masse, là họ tiết dê. Mà nãy có cây họ tiết dê là cây gì đã mới học hồi nãy luôn. Cây bình voi, nhớ không? Cây bình voi. Như vậy chứng tỏ rằng cái dược liệu này nó cũng đáng mà nó đáng thiện, mà nó đáng thiện. Tinos, Bora, Rispa, Venis, Masse, họ tiết dê. Nên không cần thử, chỉ cần biết nó họ tiết dê là tôi biết nó đáng. Tại vì nó có cả một cái bộ máy chất tạo ra chất đáng. Rồi, dây kiến nên đang gọi là dây thì dạng xong là dây leo. Dây leo, dây leo nhờ thần quân. Nhưng mà đặc biệt ở những cái đoạn thân già, mình nhìn điều này rất rõ, những đoạn thân già trên bề mặt nó có những cái sẹo lồi. Những cái sẹo lồi nhìn giống như là những cái mụn trên da của con cóc, nó nên mới gọi là dây cóc. Dạng xong là dây, bề mặt có mụn gọi là dây cóc. Và những cái mụn này là biết đâu ra không? Nó có cái bệnh gì trên, nó cũng có phải là nó bị nổi lên. Do mấy cái lá này nó rụng á, nó rụng cái nó để lại cái vết sẹo. Rồi một vài cái mụn là do nó có cái gọi là cái lỗ bỏ, nó có lỗ bỏ để nó hô hấp á, để nó phụ cái chỗ đó lên. Mà nó hơi nhiều, nó quá đáng chút, nên là bề mặt của nó cũng giống như da của một cóc. Cái phần mà còn xanh xanh là cũng thấy da cóc xuất hiện. Rồi, lá của nó là lá
nhiên á, những gì mà mình dễ tay, những tiền người thì không giống vậy. Rồi đây là cơm lá thì lòng chiên, là lòng chiên. Nó là kiểu đơn tính các cấp, họ tiết về là đơn tính các cấp không ạ? À, xin lỗi, đơn tính cùng cấp. Rồi, bộ phận dùng là thân, chính là cái cấp mà có cái cùng cấp luôn là thân. Xài cái phần thân già nha. Và khi mà mình cắt ngang cái thân già, đây là cái hình mà thân cây được cắt ngang nè, thì nó sẽ có cái hình rễ quạt, hình rễ quạt. Mình thấy mình hình dung một cái bánh xe đạp không? Mình thấy cái bánh xe đạp là vòng tròn ha, nó có từng cái tầm cái nó ra mấy cái cầm xe, đó, nó giống như vậy đó, người ta gọi là hình rễ quạt. Cái này mô tả trong diễn điển á, diễn điển mô tả như là hình rễ quạt. Cả ngay chỗ này là mọi người thấy được không? Cái chỗ nhỏ nhỏ chỗ này. Rồi, vị là đắng, nên thử đi vị đắng. Thành phần hóa học có chứa alkaloid. Rồi, thứ hai đó là tinosporan, và tinosporan là chất đắng. Là chất đắng trong dây cọc, mà tên của dây cọc này là gì? Tinosporan. Chất đắng gắn liền với tên tinosporan. Rồi, dây cọc được dùng làm gì? Dây ký tinh được dùng làm gì? Chữa cảm sốt và trong trường hợp mà sốt rét, đúng không? Dùng để chữa sốt rét nhưng không còn hiệu quả nữa. Nó không còn hiệu quả nữa. Nó yếu rồi. Sau này người ta mới có thêm một chất khác, antibiotic đó, cũng dùng để điều trị sốt rét. Do cái này nó bị giảm cái hiệu lực nên người ta phải tìm một cái cây khác, antibiotic, thanh hào hoa vàng có chứa hoạt chất antibiotic dùng để chữa sốt rét. Và thời điểm đó mà có cái gì không là một cái cứu cánh. Lúc bây giờ mình biết là sốt rét thời điểm đó rất nhiều, mà cũng nghe kể lại cho những cuộc sống vào thời đó sốt rét rất nhiều, nên là cái gì không mà xuất hiện phải nói là một cái cứu cánh đó. Nếu mà cái nước của cái thân cây giả ra là kiểu chiếc cuốn sách đó ha, mình giả ra thì mình có thể dùng để chữa mụn nhỏ và lở loét. Mụn nhỏ cái là mình ngoài da bị kẽ luôn rồi. Một cái nghiên cứu ở Ấn Độ thì người ta dùng cái này trong trường hợp là cơ thể mà bị suy nhược, nó suy yếu toàn thân là suy nhược các bạn hỏi. Mình đi cây thứ tư cho nó chặt để đi sao dễ nhớ. Cây dừa cạn. Cây dừa cạn với cái tên là, tên khác của nó là bông dừa. Tuy nhiên mà nếu mà gọi bông dừa thì sẽ bị nhầm với lại một cái cây bông dừa mà nó sống ở dưới nước. Ở miền Tây trồng theo mấy cái kinh rồi mình thấy mấy con sông, tôi thấy có một cái cây tên là bông dừa, nó sống dọc ở đó và nó sống môi trường nước. Nên để phân biệt bông dừa của cây này với bông dừa của cái cây sống dưới nước, nên người ta gọi đây là dừa cạn, là đây là cây bông dừa mà sống trên cạn. Rồi, tên khoa học là Catharanthus roseus và thuộc họ trúc đào Apocynaceae, họ trúc đào. Đây là cái cây rau dừa mà sống ở dưới nước, cây bông dừa sống dưới nước. Nó sống dưới nước. Còn đây là cây dừa cạn của mình, là cây sống trên cạn. Ai mà đã từng ngửi qua dừa cạn rồi sẽ thấy cái mùi của nó rất nồng. Cái mùi rất là nồng, rất là đặc trưng. Nồng ở đây là nồng mà khó chịu luôn, chứ không phải là nồng theo kiểu là mùi thơm đâu. Nồng khó chịu. Nó là dạng thân cỏ. Nó có nhựa màu trắng. Chắc chắn rồi, bởi vì họ trúc đào. Nó mùi
tranh rất là rõ ràng. Lá thì mọc đối chéo chữ thập, hoa thì có nhiều màu lắm. Ở đây thì để cho mình mang màu hồng, cái chính giữa thì màu đậm, có khi mình sẽ gặp hoa màu trắng, chính giữa màu vàng, hoa màu hồng nhạt, chính giữa đỏ đậm, rất là nhiều màu. Tại vì cái loại cây này là người ta trồng lắm kỹ, người ta bán giống như cây kỹ, nhưng mà nó là một cây thuốc. Người ta sử dụng rễ và lá để làm thuốc, có khi thì mình gọi là còn cây, còn cây trên mặt đất. Trong thành phần hóa học thì có chứa alkaloid với chất chính là catharantin. Catharantin là bắt nguồn từ chữ catharantin. Rồi chất thứ hai là vincaleo colastin, vincristin. Đây là những cái chất dùng để chữa ung thư nè. Đây là chất dùng để chữa ung thư nè. Vincaleo colastin và vincristin. Rồi, như vậy cái vincristin này nè, cái vincristin này là người ta có ra cái dạng thuốc đó, nó dùng để chữa bệnh bạch cầu. Bệnh bạch cầu là bệnh ung thư máu. Rồi còn lá của nó có chứa animalisin là dùng để chữa tăng huyết áp. Chất này là dùng để chữa tăng huyết áp. Catharantin, animalisin là dùng để chữa tăng huyết áp. Còn vincristin, vincristin là dùng để chữa ung thư. Mỗi cái nó có một cái vai trò riêng. Nên mình phải biết lý do tại sao cây này lại chữa được bệnh này là bởi vì nó có hoạt chất có tác dụng điều trị như vậy. Đây mình có cái chế phẩm vincristin. Cái này là hoạt chất tinh khiết rồi ra, như thế này là hoạt chất tinh khiết dạng tim rồi. Vincristin nhưng mà thuộc dạng muối, dạng sulfat là cái dạng muối của nó. Cái chai nó nhỏ giống như là cái lọ penicillin. Đây, nó dùng để điều trị để kháng cái gì khác, cái tế bào ung thư này. Vinca nó là đỡ thành là vincristin cũng là nó. Rồi, như vậy là mình kết thúc ở cái dược liệu dược gà ha. Sau mình xuống hai chương sau mình tiếp với lại dược liệu hỗ tiêu. Rồi, thôi bữa nay.